Đây là bản vẽ mẫu của tác phẩm Vua Lê Lợi trả gươm cho rùa thần. Và đây là tác phẩm đã hoàn thiện. Ai cũng biết đây là tác phẩm Vua Lê Lợi trả gươm cho rùa thần. Nhưng ẩn ý sâu xa ở bên trong là gì? Theo chúng tôi thì trên tác phẩm này có 3 chi tiết cực kỳ quan trọng. Một là Vua Lê Lợi, hai là Thanh Gươm Báu và ba là Cụ Rùa. Vua Lê Lợi bôn ba 10 năm mới dựng được đại nghiệp, với hai lần duyên phận mới có đủ chi tiết về lưỡi gươm và chuôi gươm để ghép thành thanh gươm báu tên là Thuận Thiên. Và cụ rùa nhận lại thanh gươm chính là ngụ ý về tính dân tộc của Việt Nam ta, luôn yêu chuộng hòa bình, không thích binh đao chiến sự, và một khi đã dẹp yên quân thù thì quay về với cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Trên thanh gươm báu có hai chữ Thuận Thiên, nghĩa là thuận theo ý trời hay còn gọi là mệnh trời. Mà ý trời thì cũng là ý của muôn dân, đặc biệt người Việt Nam ta luôn yêu chính nghĩa và ghét bạo tàn. Nó đã trở thành một cái đặc tính của dân tộc Việt Nam.